Giao trưa trên kênh VTV1. Sáng nay đã diễn ra chặng đua thứ 12 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018, chặng đua vòng quanh thành phố Buôn Ma Thuột với lộ trình dài 51 km. Ở một chặng đua ngắn như thế này thì áo vàng khó đổi chủ, thay vào đó cuộc đua hấp dẫn nhất ở cuộc cạnh tranh cho chiếc áo xanh danh hiệu vua nước rút. Các thi đua thi đấu tổng cộng là 16 vòng đua xung quanh đại lộ Nguyễn Tất Thành tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chặng này, đội PGN Indonesia chủ động tấn công danh hiệu đồng đội đang được nắm giữ bởi đội Global Cycling, khoảng cách chỉ là 33 giây. 4 tay đua của đội Indonesia đã cùng 12 tay đua khác chủ động bứt đi và tạo khoảng cách lên tới hơn 50 giây so với nhóm thứ hai. Đây cũng là chặng đua mà đội Korea Cycle phải bảo vệ danh hiệu áo xanh của Im Jae-on với khoảng cách chỉ 5 điểm so với David Van Aert. Im Jae-on chủ động nằm phía sau để dưỡng sức và ở 1 km cuối cùng, tay đua này đã có cú nước rút ấn tượng để giành chiến thắng với thời gian là 1:07:32. Về thứ hai và ba lần lượt là Nguyễn Thành Tâm của tập đoàn Lộc Trời và Lê Nguyễn Minh của Anh Văn Hội Việt Mỹ. Đây là chiến thắng chặng thứ ba của Im Jae-on tại giải năm nay và thành tích này giúp cho tay đua của Hàn Quốc tiếp tục củng cố danh hiệu áo xanh của mình.